Xin chào quý vị bạn. Tôi đang giới thiệu đến các bạn chiếc Toyota Hilux. Đây là phiên bản có giá thấp nhất của Toyota Hilux tại Việt Nam. Đó chính là Toyota Hilux E số tự động một cầu. Và phiên bản trước mắt chúng ta là một chiếc xe màu trắng ngọc trai, rất là đẹp. Hiện tại mẫu xe Hilux này, phiên bản máy dầu một cầu này, số tự động chúng ta đã được niêm yết giá bán là 695 triệu. Và riêng với màu trắng ngọc trai này thì cái giá bán nó sẽ cao hơn một chút, tức là nó sẽ cộng thêm 8 triệu. 695 cộng 8 bằng 703 triệu. Đây chính là cái mức giá niêm yết của dòng Toyota Hilux số tự động một cầu này. Đây là tổng thể quanh xe các bạn đang quan sát. Phần cùng xe ở đây thì có một chút đáng tiếc, đó là chiếc xe vẫn chưa được trang bị cái hệ thống cảm biến lùi cũng như là camera lùi. Tuy nhiên thì xe cũng đã được có sẵn cái màn hình DVD theo xe. Do đó là khi mà các bạn mua xe Hilux tại Thăng Long thì ngoài những cái gói khuyến mại khác, có một thứ khuyến mại mặc định, đó chính là cái camera lùi, thì chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một bộ camera lắp tại vị trí này. Tổng thể đèn sau của chiếc xe thì vẫn sử dụng là đèn halogen dạng thường. Đèn xi nhan, đèn báo lùi tất cả đều là halogen. Và đây, ở trên cái thùng này chúng ta sẽ có một cái đèn báo phanh để cho các phương tiện phía sau dễ quan sát. Các bạn đang quan sát phần tổng thể cái thùng của chiếc Hilux này. Thì Hilux chính là cái mẫu xe mà có cái thùng chứa hàng này lớn nhất trong cái phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Và cái khoảng cách từ cái phần mặt đất cho lên đến cái sàn của thùng này nó cũng rất là thấp, dễ cho cái việc mang vác. Ở cái phần mở này thì chúng ta sẽ không có trợ lực nên là nó sẽ khá nặng. Đây chính là ký hiệu phiên bản Hilux E. Ở phần thân xe như các bạn đang quan sát thì chiếc xe này có cái tay nắm cửa là được sơn màu đen sần như này, rất là khỏe. Và thật sự thì cả một cái thân trắng như thế này, chúng ta sẽ có một cái phần điểm nhấn chính là cái tay nắm cửa màu đen. Phần gương chiếu hậu thì lại được mạ chrome. Các bạn lưu ý này, đây là mạ chrome zin theo xe nhé. Đó, nó không phải cái ốp đâu, nó sẽ rất bền. Xi nhan trên gương. Và hiện tại cái phiên bản Vios này thì sử dụng cái la răng 17 inch với thông số lốp 265/65R17. 265 tức là 26,5 cm chính là cái bề rộng của mặt lốp này, giúp cho chiếc xe có khả năng bám đường rất là tốt. Và lốp xe như các bạn đang nhìn này, Bridgestone rất là giá trị. Ở cái phần đầu xe thì như các bạn đang quan sát, chúng ta sẽ có một cái lưới tản nhiệt lục giác rất là lớn. Và những cái thanh này thì hầu hết sẽ là những cái thanh được sơn đen này và có cái dạng lưới tổ ong. Ở phía dưới là lưới tản nhiệt dạng hình thang ngược. Về phần hệ thống đèn chiếu sáng thì như các bạn đang quan sát, chúng ta sẽ có một cái đèn sương mù halogen. Và đây, đèn pha, đèn cốt tất cả đều sử dụng đèn halogen phản xạ đa hướng. Chỉ có phiên bản 2.8G cao cấp hai cầu chúng ta sẽ có cái đèn halogen projector. Ở phía dưới này sẽ là một cái động cơ 2.4 lít máy dầu. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thử trong xe một chút, thử xem cái nội thất tiện nghi của chiếc Hilux này nó có xứng đáng với giá 695 triệu hay không. Đây là hàng ghế thứ hai của chiếc Hilux. Có một điểm chung đáng chú ý trên tất cả các mẫu xe bán tải, đó chính là cái phần hàng ghế thứ hai này thường ấy nó rất là dựng. Và Hilux thì thật sự cũng không phải là ngoại lệ đâu, bán tải mà, nó vẫn phục vụ cho nhu cầu chuyên chở nhiều hơn là nhu cầu của một gia đình. Nếu các bạn yêu thích một chiếc bán tải êm ái, có thể lựa chọn cái dòng Nissan Navara L thì nó có cái hệ thống giảm xóc sau bằng lò xo. Ở cái thứ hai này thì Hilux cũng cung cấp một cái kệ tì tay và khay để cốc. Cái này sẽ rất là tuyệt vời trong trường hợp mà chúng ta di chuyển ở trên cái cung đường dài, có cái kệ tì tay sẽ rất là thoải mái, có vị trí để các bạn để điện thoại chẳng hạn, khay đựng cốc. Bây giờ chúng ta ngó qua cái khoang cabin một chút. Đây chính là cái khoang cabin của mẫu
Toyota Hilux này. Đây chính là khoang cabin của nó. Các bạn đang quan sát này, đây toàn bộ cái hệ thống ghế thì là ghế nỉ rồi, màu hơi nâu nâu một chút. Ghế lái và ghế phụ thì đều chỉnh cơ thôi. Tất cả các chi tiết ở vị trí này đều bằng nhựa hết. Tất nhiên là không thể đòi hỏi một chiếc xe mà có cái chất liệu da ở cái vị trí này được. Có một cái khay rất là tiện, đó chính là cái khay mát này, người ta gọi là ngăn mát. Ở đây các bạn có thể để được một hai chai nước. Chúng ta sẽ sử dụng cái luồng gió lạnh từ cái cửa gió này đó để chúng ta làm mát, và sẽ luôn có nước lạnh để chúng ta uống trong mùa hè. Dưới này vẫn như thường lệ thôi, là cái khay để tài liệu. Tổng thể của cái khoang cabin thì như các bạn đang quan sát này, chúng ta sẽ có một cái màn hình DVD. Đây là cái khoang cabin thì chúng ta sẽ có ngay lập tức luôn đập vào mắt này một cái đầu DVD, và cái đầu này là của Pione các bạn nhé, khá là cao cấp đấy. Chìa khóa thì vẫn là chìa khóa cơ gập dạng thường, chưa phải chìa khóa thông minh. Bây giờ tôi khởi động lên chút ạ. Đó các bạn, đây là giao diện của màn hình này. Đó, phía dưới này chúng ta sẽ có cái cụm điều hòa chỉnh cơ nhé. Và thiết kế thì thật sự là rất là Toyota, bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Và như các bạn đang quan sát đây, chúng ta có một cái cổng chờ này, để các bạn thích thì có thể độ thêm thành start top chìa khóa thông minh. Đây cũng có cái lỗ chờ sẵn. Và dưới này thì như bạn đang thấy, chúng ta có một cái cổng cắm USB và tích hợp luôn cả sạc điện thoại. Một cái cổng 12V 120W, công tắc để tắt cái hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Hộp số theo xe, đây chính là hộp số tự động 6 cấp. Một cầu thôi, chúng ta sẽ không có cái công tắc chuyển cầu ở vị trí này. Và ở đây có hai chế độ lái, Eco tiết kiệm nhiên liệu và Power để tăng thêm cái sức mạnh của khoang động cơ. Và cái màn hình này các bạn nhìn này, rất là hay. Đó, nó lật ra như kiểu Transformer luôn. Màn hình ở trước đây rất được ưa chuộng. Lùi một chút sang bên này thì chúng ta sẽ có một cái vô lăng bọc da mạ bạc và tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm ở vị trí bên trái này. Ở chính giữa này chúng ta sẽ có một cái bảng đồng hồ Optichrome siêu sáng, rất là sắc nét cho các bạn quan sát. Cái điểm đáng nói nhất ở chiếc Hilux này thì ngoài cái sự bền bỉ của Toyota như các bạn đã biết rồi, tiết kiệm nhiên liệu, thì thật sự là chiếc Hilux này có lẽ là cái tầm tiền của nó, những cái tiện nghi nó mang lại cũng rất là hay, và thậm chí là tính năng an toàn thì không phải chê đâu được. Nhưng bạn đã thấy chúng ta có cả cruise control luôn. Đó. Chân ga tự động. Cái này rất là thuận tiện trong trường hợp mà các bạn muốn di chuyển trên đường cao tốc giữ nguyên vận tốc, không cần phải sử dụng cái chân ga nữa. Về tính năng an toàn chính là cái điểm mà Toyota Hilux được đánh giá rất cao. Như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta có rất nhiều cái túi khí, 7 túi khí quanh xe. Đây, vị trí dành cho người lái này. Ở đây thì chúng ta có thêm cái túi khí rèm này. Đó. Túi khí bên hông, tức là cái bên hông của cả hông xe luôn này. Rồi. Và chúng ta sẽ có thêm cả cái túi khí dành cho đầu gối người lái nữa. Ở bên này thì chúng ta sẽ có hành khách này, hành khách phía trước. Và cái túi khí dành cho hành khách phía trước này thì chúng ta có thể bật tắt được bằng cái lỗ khóa cắm ở đây. Tại sao lại phải tắt túi khí thì thật sự nếu mà có trẻ con ngồi ở vị trí hàng ghế phía trước này thì cũng không phải là an toàn đâu. Túi khí đôi khi vẫn không tốt. Hiện tại chiếc xe Toyota Hilux này đang được Toyota Thăng Long bán ra với giá niêm yết là 703 triệu đi kèm chương trình khuyến mại khoảng 20 triệu tùy thời điểm, và tặng kèm thêm gói phụ kiện. Mọi thông tin chi tiết về cái mẫu xe Toyota Hilux này, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số hotline miền Nam và miền Bắc được đính kèm trên video. Hilux cũng sẽ được hỗ trợ trả góp đến 85% giá trị xe, và hy vọng là các bạn sẽ có một sự lựa chọn đúng đắn với cái dòng xe Hilux này, một trong những cái dòng xe bán tải mà rất được ưa chuộng, đặc biệt là thị trường Tây Á, các nước Ả Rập, bởi vì cái tính bền bỉ, khả năng vượt địa hình của nó rất là tốt. Chúng ta quan sát lại tổng thể một lần nữa. Chi tiết khuyến mại, quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số máy miền Nam và miền Bắc để có được giá tốt nhất và thời điểm giao xe sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.